vừa thích hợp không khí trong lành, vừa có thể diệt virus dưới ánh nắng mặt trời nha các bạn. Bài tập thứ hai. Đầu tiên chúng ta sẽ quỳ xuống trên mặt thảm, hai chân tạo thành một góc 90 độ với hông, hai tay đặt ở phía trước, khoảng cách hai tay rộng bằng vai, hít thở đều và sâu bằng bụng. Bởi vì cơ thể mình